Ok, hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với channel của mình là Gà đây. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game thú cưng mạo hiểm ha. Ok, đầu tiên để coi nhận thư ha. Rồi, xóa nó đi. Không có gì hết. Rồi, thời gian nếu mà login vào thời gian từ 21 giờ 22 giờ sẽ được nhận cái thể lực ha. 100 thể lực cũng được nhiều á. Rồi nhận quà miễn phí hàng ngày ha. Nạp tiền mỗi ngày thì sẽ nhận được cái con gì đây? SSQ trứng. 16 cái trứng. Rồi sự kiện nhân 10 rút nhân 10 kim cương thì sẽ nhận được con thần thú EZ nè. Đây, mua quà hàng ngày ha, những quà nó không tốn tiền thì mình cứ mua thôi. Charizard, tiếng hóa Charizard là sẽ được 50 kim cương. Charizard là tiếng hóa từ Chimalon ha. Không, để coi hôm nay mình có tiếng hóa được cái nó không. Tiếng hóa mình còn Charizard ha. Ok, vào bếp xem sao. À quên, còn ký tên nữa. Nhận quà hàng ngày ha. Đó. Rồi. Đâu rồi. Thì mình cần 4 cái miếng này. 4 cái miếng tiến hóa lửa nữa và thân mật là 6 nữa. Thì mình sẽ tiến hóa từ Gemalon thành Charizard. Ok, đi coi có con bét nào tiến hóa được không. Nhưng mà nhớ có một con nào đó mình có thể tiến hóa đó. Không phải, thằng lằn cỏ không phải. Như con này đúng không? À đúng rồi nè. Đây là Skater ha. Con này là một con dạng như bò ngựa. Thì mình thiếu một thân mật nữa thì nó sẽ tiến hóa thành con này. Ok. Rồi thì mình thiếu hai cái hương thần bí nữa nè. Vô quét ải ha. Ok, đủ rồi đó. Mình sẽ tiến hóa em này lên cấp 2 ha. Đột phá đi. Rồi. Tiến hóa nè. Ồ, thiếu level hả? Level 40 nha. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok. Tiến hóa nè. Lên em ơi. Ồ. Seesaw rất là đẹp. Thì con này đã tiến hóa cấp cuối rồi ha. Còn tiến hóa Mega thì chắc không biết chừng nào mới có. Tại nó thiếu 150 đá Mega mới tiến hóa được. Ok, thì nâng skill cho con này ha. Đó. Rồi con gì đây? Con Gemalon đâu rồi? Rồi tiến hóa con kia xong này thiếu tùm lum tà la hết. Rồi chị hôm nay không tiến hóa đủ con này đâu. À, con mèo nè. Ok. Kiếm một cái chuông. Rồi đủ cái chuông. Ok. Đột phá. Rồi nâng thân mật nó lên. 14 rồi hả? 15. Ở chưa. Mình quét ải để mình kiếm cục này nha. Kiếm cái nấm thần bí nè để mình tăng thân mật cho nó. Tốn 6 thể lực. Một lần quét là tốn 6 thể lực với lại một kim cương. Tại mình hết cái... Tạm hãy đi. Rồi. Mình hết cái đồ quét ải rồi. Không biết đủ chưa ta? 11 miếng rồi đó. Lên. 10. Rồi mới 19 rồi. Mới đặt level 20 á. Cho lên cấp thôi.
Đó. Ờ, cấp 28 mới tiến hóa được. Ok. 30 luôn. Rồi. Thêm chút xíu nữa là được rồi. Ok, cái nữa. Rồi. Nó. Rồi. Thiếu gì đây? Thiếu hai cái nữa. Rồi, thiếu một cái nữa. Không đủ rồi. Đi coi ở trong shop có không? Shop cũng không có luôn. Ok, gì thì phải tốn tiền để mua thôi. Tốn 50 xu. Rồi, ok. Xong. Cái chuông. Một cái chuông. Thôi. Mình còn mấy cái ải khác mà quét. Thiếu hai cái chuông nữa. Một cái chuông nữa. Nó chết. Hồi bấm nhầm rồi. Tự nhiên tốn tiền mua cái này chi. Bậy bạ hết sức. Còn nhiều ải nè, đi tốn 50 kim cương đi mua cái hồi cái số lần đi cải đó. Buồn vậy. Rồi ok đủ rồi nha. Đây. Đột phá nè. Ok, tiến hóa mèo. Tèn tèn. Tiến hóa mèo thành Persian. Đồ. Khá là dễ thương. Ok. Mình chắc hết rồi ha. Cũng hết thể lực rồi. Rồi thì trong video này mình sẽ mình đã tiến hóa thành hai con đó rồi ha. Mình cấp 45 nè, hồi thể lực nữa nè. Cấp 45 thì có đại diện thế giới hả? Quang đi. Rồi. Thì mình có những cái thẻ mà đi vô mê cung các bạn, nên mình sẽ đi bắt vô mê cung, mình bắt những cái con Pokemon nha. Những cái vé thường thì mình auto bắt đi. Ok, auto bắt ha. Đó. Rồi. Ơi ơi, không có con nào xịn xịn á, con nào cũng cũ á. Đổi. Đây, có con Pokemon điện nè, với lại con cá nè. Ok, vô ha. Mục đích là mình tìm kiếm những Pokemon mới, những Pokemon cũ thì mình có rồi. Ôi ôi. Sao không thấy con nào hả ta? Con điện đâu? Con cá đâu? Đang cần tìm con điện và tìm con cá. Sao không thấy? Nó đâu rồi? Ủa có con ma nữa kìa. Con ma này mình có rồi. Đi tìm những con mới mình bắt thôi. À, có con chim mình chưa có rồi. Đi vô khác. Đi vô khác nha. Chim ơi, chim ơi, chim đâu rồi? Ê, cá nè, cá nè. Ok. Đầu tiên mình sẽ ném đá. Bụp. Ném tiếp. Bụp. Trời. Dữ đó. Ném đá cái nữa. Giờ mình ném cái nữa là nó bị thoát mất. Thanh xui ha. Thật sự mình hết kim cương rồi. Nếu hết kim cương thì nếu còn kim cương thì mình cho nó mấy cái quà cao cấp này. Rồi lượt cuối. Bắt luôn. Namo 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 amo 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 amo. Oh shit. Chạy mất tiêu rồi. Thật là đáng lòng. Ê, đừng đụng tao.
đi kiếm cái con chim này. Con chim này thấy nó chạy đâu cũng tiêu rồi. Đây 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 đây. Đây con này mình chưa có ha. Con này khả năng bắt cũng rất là dễ, mới đầu vô là 23% rồi. Ok. Cho mày ăn cái mồi nè. Quăng cái nữa. Bắt luôn. Con chim này như tiến hóa tới 3 cấp lần á. Rồi thành công rồi. Yeah. Vậy nó có tiếng hoa mì gà nữa. Ê nè 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 nè. Trời. Nhữ. Trời. Trời. Ờ không được không được. Bắt đi. Ôi mít rồi. Ồ heo. Hy vọng, hy vọng. Shit. Mất tiêu luôn. Nhồi văng ra ngoài à. Mình chỉ bắt được 3 lần cho mỗi một vé vô mi cung thôi. Vô lần nữa ha. Ôi cái con gì nữa nè. Ok. Trời con má chạy lẹo quá. Kiếm con Pokemon mới mới rồi. Hoặc là mình sẽ kiếm con Pokemon điện nên mình bắt lại con Pokemon điện nữa. Nè 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 nè, Pokemon mới nè. Con này giống con Cabigon quá vậy. Con tiếng hóa thành con Cabigon á, con bự bự á. Trời tỷ lệ bắt thấp quá. Ủa có 11% à. Bắt luôn đi, hên xui. Xui hơn ha, xui nhiều hơn ha. Rồi chắc nó chạy rồi. Rồi đúng rồi, chạy mất tiêu. Ồ, mấy con này mình có hết rồi. Ê. Hoặc. Con này mình đâu cần đâu. Ok, ném lên. Chạy mất tiêu luôn. Còn một lượt nữa. Ê, 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 ê. Rồi thằng kia nó bắt trước rồi. Có một con gà ở đây. Sao không thấy con nào hết vậy? Ồ có con ma này. Biết con ma này có chưa ta? Ồ con ma này không có phần trăm luôn. Rồi bắt nha, 1%. Rồi trượt rồi. Chạy mất tiêu luôn, rồi hết số lần bắt rồi. Rồi mình còn 2 lần vô mê cung nha. Auto bắt rồi có được hên xui hay không. Bắt nè. Đủ. Cuộc đời thiệt tình. Bắt mình vô mình bắt thì không được. Auto bắt thì được. Hai con luôn. Dữ. Rồi được thêm bông bu kíp nữa nè. Con này nếu bạn nào chơi Pokemon Ruby bạn sẽ biết. Hết vé rồi. Ok. Ngon ngon. Trời thương. Ok, bet vô coi bet rồi. Đâu rồi, đây. Kết hợp bet duyên với lại con Shemalon nè. Ok. Pikachu nữa nè. Raichu. Yeah.
Nhà con cấp 1 con này nè. Ui dễ thương vậy. Con cấp 3. Oh my god. Nó có ổ điện sau lưng nè. Mạnh như ta. Để tiến hóa thì đồ thân mật 20 với lại mấy thẻ bình thường thôi. Ok. Trong vòng 1-2 ngày tới thì cố gắng tiến hóa con này lên nè. Con thứ hai là con chim. Này con chim cấp 1, con chim cấp 2 nè. Cấp 3 nè. Cấp mega. Cái gì? Cũng dễ ha. Còn con gì nữa nhỉ? Đây đây đây. Áo mình nói mà, đây con Capigon mà. Ồ, đá bí ẩn 25. Support thế giới. Ồ, không có luôn, không có bán luôn. Support vòng đấu. Đây nè, có nè. 450. Mắc quá vậy. Capigon, Capigon. Nhìn nhức đầu thế chứ. Ok, thì video hôm nay mình ở cái gì sự kiện đã được rồi. Có một vé cao cấp nè. Định kết thúc mà thôi, vô có bắt thêm lần nữa ha. Ủa, phải vé cao cấp, vé rẻ chứ. Tưởng vé cao cấp làm mừng. Rồi. Rồi, thì video mình sẽ dừng từ đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và nếu video này hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nhé. Xin chào.